Rồi có tiền làm gì? Có mùi tối. Hấp khô. Uống mắm để bùng ngọt nữa hả? Trời ơi. Đi qua đây là ngồi cho nó mát. Gì nữa đây? Khô quẹt. Khô quẹt. Bà khó đó, bà chim sâu. Hả, bà khó hả? Khó. Bà khó luôn. Ôi. Đây chim sâu kho nè, quý vị khán giả. Ngồi xuống. Không bưng canh này. Có bự không? Xếp bằng lại đi. Ừ. Chim sâu giờ này chuẩn bị ăn cơm rồi cả nhà ơi. Cúng hả? Cúng hả? Cúng ai hả? Cúng bà ngoại. Cúng bà ngoại hả? Giái này sao? Cúng bà ngoại hử? Giái bà mới biết đường về ăn chứ. Giái sao? Giái ơi lớn lên. Ngoại ơi. Cúng mấy quẹt. Giái sao với lợ? Đừng giái có tâm chút. Ừ. Tự nhiên ngoại ơi dựng cơm ngoại ơi. Rồi xong rồi đó hả? Thôi trời. Thôi cũng. Xếp bằng lại đi. Rồi vậy nè, thì Mỹ lên chứ đâu. Đúng rồi, ngồi thì Mỹ lại. Thấy em. Đúng rồi. Ừ. Rồi giái đi, giái lại đi. Giái lại đi cho bà ngoại đi ăn cơm với mình, phù hộ cho mình khỏe mạnh làm ăn phát lại. Ăn cơm. Bà ngoại ơi, ai nữa đó? Ở đó trong cổng ai? Cúng ngoại với ai hả? Ngoại. Ờ, cúng là hai chén nè, trước khi ăn là phải cúng cái. Chị chim sâu mà nhắc tới ngoại là cũng rơi nước mắt vậy đó. Rất là nhớ ngoại. Nay chồng mua đồ ăn tạm bổ ha. Đây cái món này là giống như là gọi là chim sâu sắc, giống như cái đòn bánh tét, một người một phanh là xong. Món ăn mới lạ nha cả nhà ơi. Lục lạ luôn. Bánh tét hầm với thịt heo. Bánh tét hầm thịt heo. Nãy chị chim sâu nó bánh tét á, sắp bánh tét. Ăn là phải đợi chồng mới chịu. Nó có tròn à. Trời ơi. Tròn. Anh qua đây đi. Anh qua đây đi. Giải đi. Ăn là phải đợi chồng mới chịu nha. Giải đi chị. Giải đi. Giải đàng hoàng. Mẹ ăn cơm ngoại ơi. Ngoại em ngoại về. Mẹ ăn cơm ngoại em ngoại ơi. Ngoại cơm với ai? Ngoại ơi. Gì? Ngoại ơi. Cơ bụng có tiền bà ngoại em ngoại. Ngoại. Rồi có tiền làm gì? Cất ngạ làm gì? Trời ơi, vậy đó hả? Sức khỏe. Diễn phát bày ngồi đó đi. Rồi. Ăn cơm kìa. Ăn 2 chén, ăn 3 chén quá. Biết. Ăn nhiều càng tốt. Chén canh vô. Rồi ăn đi. Ăn đi vậy. Giấy xong mà ăn đi. Món giả kìa. Trời ơi, cái giả đó kìa. Trời ơi. Chị nói đi. Món giả, ăn con món giả ơi. Gì nữa? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Chơi ra dấu hiệu không ạ? Ăn là phải ra dấu hiệu kêu chồng ăn. Đâu sao gấp cho chồng ăn đi. Gấp cho thịt vô. Nó chưa ăn chèn ăn chỗ đinh cứ gấp vô đây tôi ăn bài chèn. Cơm ăn được không? Tại răng của chị răng giả cả nhà. Đâu? Nằm bên trên răng giả. Đâu? Chan miếng nước vô thử coi, thử coi có mặn không? Thầu có mặn rồi mà còn chấm nước mắm nữa. Chan nước vô ăn nước nước thịt đó, hầm đó là ngon đó. Bổ á. Bổ á, củ dền nó bổ máu á. Bữa cơm này cả nhà thấy không? Đó, bữa cơm này. Đạm bạc. Bữa cơm đạm bạc rất là hạnh phúc của hai vợ chồng nha. Canh có cái này là gọi là cà gót phải không? Phải không? Cà gót có màu gì? Đỏ. Màu đỏ hả? À. Củ dền có màu gì? Dạ. 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 Để cho chị sau ăn quý vị khán giả lâu lâu mới hỏi lời hỏi quá hầu quá đâu thường mình nói quá mình ăn không được. Ồ, ăn phần bánh tét rồi hả? Vì sao chị sắp bự quá? Làm sao chị sắp nhỏ nhỏ quá cho nó mau miệng? Làm gì hả? Nóng hả? Chắc nóng. Nóng, món là nóng. Ăn đi vô bỏ bàn gần giả
giả cả nhà cho nó là cái đâu bà ngán rồi đâu bà gấp chồng đó. Củ dền chín chưa? Củ dền chín chưa anh Long? Ăn nó dữ dằn luôn. Ăn cay. Ăn cay. Đây là món canh, là canh của hai chồng nè. Nay chồng tẩm bổ cho vợ. Biết giờ bệnh tẩm bổ cho vợ ha. Sao ngon không? Khen cho chồng người vui cái coi. Gì vậy? Ủa, ăn phải chấm nước mắm mới chịu á. Ừ, nó mặn rồi mà chấm nước mắm nữa. Ngon. Ăn mặn quá. Ngon không? Ngon không? Ngon không chị Kim Sâu? Ngon không? Trả lời khán giả. Ngon ha. Lâu lâu ăn mấy đồ bổ ngon ha. Tại hàm răng trên, hàm răng giả cho nên là ăn nhiều khi bầm bầm cái họng. Xúc động luôn không? Chồng làm món này xúc động không? Xúc động luôn. Nóng lộng gì? Cái gì vậy? Nóng lộng luôn hả? Ý là bà nói chuyện ngọng luôn hả? Chồng mình làm ăn đem ra bán rồi mà muốn ngọng luôn hả? Ừ, nó gỡ làm mà. Làm đâu chứ chừng bỏ. Chừng bỏ cho chồng vô. Hấp nước canh vô. Bữa nay là chị nói thèm. Sao vậy? Không ăn. Thèm ăn không hết rồi đó, mới sớt vào giọng đó. Món này nói chung là món này là lạ nhất từ nào giờ chị chưa có ăn. Hôm nãy giờ chị cũng có nói luôn mà, chắc mai mốt mua giống gì làm nữa. Phải. Cho nên là mình thấy vậy thì mấy anh em mình cũng đi mua về cho anh chị làm, tự làm để nấu theo khẩu vị. Chứ đợi tối ngày bở cá lóc bở cối bánh tráng hoài. Lâu lâu thì mấy anh em ghé cũng mua món này món kia cho anh chị đổ khẩu vị ăn, đổ khẩu vị đồ. Quạt à? Quay đâu mất quạt đâu. Ăn đi. Quạt, ăn ở đâu mất quạt gì? Nực ha. Nực. Một xuống. Rồi, một xuống. Rồi, đứng đi. Rồi xuống. Đúng rồi, ngồi nãy rồi. Ngồi giống nãy rồi. Rồi, bật quạt lên, tóc tai bù xù luôn. Bù xù tóc lớn. Trời ơi, tóc tai bù xù hết trơn. Nóng. Vậy sao ăn? Tắt ha. Nó thổi vậy sao chị ăn, để hồi nó bật lên. Hồi đi, cái này cũng mát mà. Mấy chén rồi? Chén chưa hết. Chén không vô chị. Sao ăn hơi khó ha. Đây, răng bự quá mà. Răng. Long nè, nhường cho anh ăn, là Long ăn hết trơn. Nhường đi ăn không nữa mà. Từng mà ông đòi ba ông cử thứ gì chịu nổi chị đi chim sâu. Ừ. Hả? Một từng mà ông đòi ba ông cử vậy sao chịu nổi? Hút giết khô thành bộ xương hết. Không hút. Trời ơi. Ăn rồi đi. Ăn rồi uống mới chưa được chén nữa. Ý bà nói là uống thuốc mới chịu nổi không á. Ừ. Không hút. Ừ. Nó được uống thuốc. Chưa ăn xong mà uống. Chưa ăn xong uống vậy. Ăn nổi à? Chan nước canh vô. Sao nổi? Chan nước canh vô, hấp nước, nước vô. Chan nước nhiều vô. Phải hấp nước canh rồi nó mới bổ. Vì ao chưa ăn được như chưa uống như sốt ruột sao? Lấy cái muỗng nha. Nó dập chi luôn á. Rồi lấy muỗng hút ăn luôn. Đó thấy chưa? Có canh vô hấp phải không? Ghé ăn vô. Từ từ. Ghé đây là mời chị ăn cơm luôn chứ để cho chị ngủ tới chiều là đói bụng à. Đói bụng à. Ngủ nhiều không phải là mập đó nha chị, phải ăn nhiều mới mập được. Ăn mới hấp thu được chứ không ăn sao hấp thu. Ngủ nhiều là không được. Ngủ nhiều cũng tốt. Có nữa là bệnh nằm biển á. Ngủ mới gán nhấp từ từ vô. Miễn đi, gán đi. Không nổi. Đau nổi.
Phút này người ta có chia cử mấy cử? Nó mười ngày mười mấy cử được mấy. Ý là em nói ngày không mấy cử á. Lần lần vậy hả? Không chắc cho uống nhiều đâu. Uống lần lần vậy. Ngày cho nó uống lần, ngày cho nó uống lần. Đâu dám cho nó uống nhiều. Mà bác sĩ kêu uống, mà bác sĩ kêu uống một ngày hai lần. Nó hơi để một lần được rồi. Mà bây giờ chị uống xong là một xíu mới ngủ phải không? Đợi một xíu ngủ thò giờ. Ngủ tới chiều thức hả? Ừ, chiều tối luôn nữa. Giờ ơi, gì bỏ ăn hoài đâu có được. Anh phải kêu chị đúng bữa cơm nha. Vậy thì giờ này ăn xong rồi chị ngủ gì đó rồi chiều thức dậy ăn cơm rồi cái uống thuốc. Dẫn chị đi phay phả rồi chứ đâu phải là ăn xong ngủ đâu. Ờ bởi vậy cho dắt nó đi mà nó không chịu đi, đi mà sợ mình chiều ta nó, đi tập thể dục rồi. Chở nó sợ nó ngủ gật gờ gờ sợ té. Bây giờ mình đập ta. Cái đai em bé đai lại. Chịu không? Chịu đây không? Ăn miếng nữa đi chị. Ăn thêm miếng nữa đi. Dạ ăn miếng nữa đi. Ăn đi. Chan canh vô. Thấy vậy chứ không tội nghiệp đó, đâu ai muốn gì đâu. Mà giờ là thuốc này là chiên chị về bên não không? Bệnh thần kinh phải không? Cả nhà cũng hoan hỷ cho chị. Chị bệnh như vậy không được bình thường rồi. Cả nhà cũng thông cảm. Thấy ăn thấy cực có chắc là anh Long nha cả nhà. anh Long không kêu vợ ăn thường để cho vợ ngủ hoài. Kêu mà nó kêu cô hợ cái thật á. Đi gán nha. Ngủ. Tắt máy quạt đi em ơi. Ăn hết chén cơm đi. Còn có 2-3 muỗng. Hôm qua nó đi nên ăn 2 chén 2 dĩa đó. À ngày qua mệt. Qua tới đi có thể dục rồi nó mệt ăn mới nhiều. Còn nằm ở nhà hoài sao mà có cái ta gọi đó, tao đừng khoan uống thuốc. Có cái động lực để ăn đúng không? Đúng rồi. Tao phải vận động rồi. Với hôm qua tao đi tao gặp fan hâm mộ mừng quá tao vui nữa. Phải không? Tao ăn nhiều được nhiều. Ăn đi. Ăn mà gấp cho chồng không? Ăn bữa kia không chưa ăn bữa tôi ăn. Sao tôi ăn vô? Ông chồng ghê. Có hay chưa? Ăn đi ông bóng mới ăn vô. Kiểu này mà món 100 kg bà mới có 25 kg nha. Chăn nước vô cho nó trơn chu nó dễ với nước. Ăn nhiều vô. Rồi tôi mới ăn được. Rồi chăn nước vô chị. Ăn nhiều đi rồi tôi mới ăn được. Như cái gan mà chỉ bị đau thôi gì á. Có đau gan giả có vấn đề. Gan trơn, gan giả tháo ra được. Sáng gán tháo ra xúc. Bữa nay ăn. Ừ, gán ăn đi rồi hút chén canh. Đúng rồi. Nó còn hết cái nước vô bổ nữa. Cái này anh phải tập cho chị thường xuyên chứ để chị quen cái cử á. Là ăn ít. Ăn ít liền. Tại quen cử là ăn ít á. Không mà nói đi nói lại tính ra Long cũng cao thượng nha quý vị khán giả. Có nhiều quý vị khán giả đặt câu hỏi á là Long là lợi dụng chim sâu mà em nói luôn. Ví dụ đó khán giả mà đóng vai trò là Long quý vị có dám mà gọi là can đảm đứng lên để lợi dụng chim sâu không? Đó em nói gì cho quý vị khán giả dễ hiểu nha. Có dám để cho chim sâu bạc tay qua đó. Ừ. Đấy chứ ông chịu đựng cũng giỏi. Giỏi nhưng mà theo em biết nữa thì là người đàn ông mà dễ gì để cho thương làm vậy. Còn chuyến đó thì em có tìm hiểu hỏi Long sơ rồi Long nói như vậy. Long nói bây giờ cái số phận của chim sâu á là gọi là nó bi đát quá, từ nhỏ lớn là lang thang ba má thì mỗi người một nơi ha. Rồi ảnh á là tính là giống như là thứ nhất là ảnh không cưu mang chim sâu thì giờ chim sâu lang thang nữa tội cho em đó. Rồi ảnh giống như lòng cao thượng của ảnh luôn, xúc động rồi khóc luôn, khóc luôn. Rồi. Cái này là có đâu anh đây ông khóc thiệt rồi mà nó thiệt á, mắt luôn kìa. Đó, khóc ông thương mà cái nào không gì đó tận gì hấp canh vô hấp vô đi chị đừng có phụ tấm lòng của ổng. Bệnh thì ăn nhiều vô. Ông súp đó, súp bánh tét với thịt heo. Nãy kêu bánh tét không ạ? Ừ. Bánh tét màu đỏ với bánh tét màu cam. Ngon không? Chồng nêm nếm ngon không? Chồng nêm nếm lại đó. Quá ngon ha. Quá mừng. Mới mốt là phải mua kèm theo phay tây nữa nha. Phay tây. Giờ xong xuống dưới cái miệng đi. Rồi, chị ăn xong rồi cả nhà ơi. Thì anh em mình cũng xin kết thúc video nha. Đây. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.